Chào anh em nuôi ong nhá. Shop Tân Ánh Ngọc Ánh đến từ Nhân Nam, Tân Yên, Bắc Giang. Hôm nay gửi tới anh em một đoạn video thực tế quá trình thăm ong nhá. Cái này là bao nhiêu ngày em chưa xem rồi? Này hơn tuần. Vừa rồi nè. Tháng này. Ở trên vụ này là bạn Tâm, bạn ấy đang vào. Vào mùa vải. Nên là bạn ấy bận quá trong nhà. Chưa có thời gian thăm. Mà nó cũng ít, vừa rồi nó mới quay được cách đây 15 ngày phải không? Bây giờ đang mở ong ra thăm thì cùng quay cho anh em xem nhá. Nhưng mà lâu không để ý đến cỏ mọc kín thùng rồi. Cái này là vừa rồi là cái vụ hoa vả thì là quay rồi, mới quay cách đây 15 ngày. Thì là bận bẻ vải, bận quá chưa có thời gian xem được. Nay mới có thời gian mở ra xem. Em mở cho anh em xem đi, xem là đánh giá thực tế cái tình hình của thùng ong hiện tại bây giờ nhá. Hiện tại bây giờ này, số quân rất là đông này. Tổ này đầy mật rồi. Nó ra ngoài bao nhiêu này. Đấy. Thực tế là tổ này, em thấy nhiều mật phải không? Tổ này là xây kín nắp luôn rồi. Đâu. Đấy. Em cứ nó nhá, tổ này dữ lắm nha, nó đốt đấy. Đấy. Đây. Nó xây có nghĩa là không còn gì để nói đây nữa. Đây các bác thấy không? Đấy, đây là tình hình thực tế cái tổ ong này nhá. Cái này là ong nó mạnh nhỉ em? Này là nó quá mạnh luôn. Quá mạnh mà mình không để ý, mình không lao cầu ấy. Nó xây hết lên cả nắp này. Bánh mật này các bác này. Đây nha các bác nha. Các bác thấy bánh mật không? Ui trời ơi. Một cầu thành hai luôn. Đây nha, một cầu thành hai luôn này. Một cầu thành hai luôn. À. Đấy, trong vòng có nửa tháng đấy. Đấy, nếu như mà cái cầu nó như thế này. Đây. Mà nó hiện tượng nó cái hiện tượng cái mũ đen này nhiều, mà cái mũ nhọn nhọn cao cao như kiểu là cái lúm của cây hoa bạch đàn ấy. Cái quả bạch đàn là ong đen. Thế là những cái con này là khi nào bác quay mật là cắt hết những cái núm này đi, vứt bỏ. Đây em để. Nếu như ong đen nó ra nhiều là tỷ lệ chia đàn sẽ rất cao. Đây này các bác này, đây là nhiều ong đen này. Thế tình hình thực tế của cái đàn này theo em nói thì giờ nó đang chuẩn bị chia đàn phải không? Đàn này là đang chuẩn bị chia đàn này. Nếu mà rất chi là nhiều ong đen luôn. Mình mà không toàn ong đen, đây là hoàn toàn là ong đen nhé, không có con ong thợ nào. Mình mà không can thiệp là nó nở ong đen là nó chia đàn đấy đúng không? Đây nhá, một cầu thành hai luôn. Đấy, bây giờ thế giờ em bóc ra. Thì tất nhiên là phải bóc để bỏ thôi. Bỏ nguyên cầu này. Và cái tổ này nó đang cần cầu mới nên là phải làm cầu mới để cho vào. Thế tổ như này mình sẽ lao cầu mới cho nó phải không? Mà hiện tại tổ này là đang rất chi là đông. Mà cũng rất chi là nhiều cầu rồi. Tổ này dữ lắm em ơi. Tổ bên nó mới dữ, tổ này không phải dữ đấy. Đây là mình rạc một cái cầu, một nửa cái cầu nó xây đi. Đâm ra cái này ấy, nuôi ong thì các bác phải có thời gian để ý, chui trong người đốt rồi. Để ý xem thường xuyên nhá. Đây là tại em vạt áo không để ý kỹ mà nó không chèn kỹ. Còn này cái khác nhá. Đây à? Đây rồi. Đây lấy cái bát trống đó. Rất chi nhiều mật nhá. Đầy luôn rồi em. Đây rồi. Xây kín hết luôn. Đâu em rơi lên xem nào. Em rơi cầu lên xem nào. Đây. Đây này anh quay cái bầu mật đấy. Đây bầu mật bít nắp hết rồi phải không? Bít nắp hết rồi. Đó. Cái này các bác phải thường xuyên theo dõi và thăm nhé. Thường xuyên theo dõi và thăm. Chứ để lâu quá là nó sẽ dễ bị chia đàn lắm. Cái này những cái hoa này là thuộc loại hoa rừng, hoa dại phải không? Mùa này là hoa rừng. Mùa rừng, hoa rừng, hoa dại. Đây. Cái gì? Phấn hoa. Đâu chia lại nào. Phấn hoa á? Phấn hoa này ăn rất ngon nhưng mà hiện tại bây giờ đang bị khóa mồm. Ăn rồi nó đớp vào mồm cho. Thùng này là thùng mấy cầu em? Thùng này là thùng 2, 4, 5 cầu. Nhưng mà lý do nó xây ra ngoài thì một cái nữa này em không để vắn ngăn. Đúng rồi. Cái này là quên mà không đấy? Vắn ngăn, kể cả để vắn ngăn mà khi lượng quân nó quá đông thì nó vẫn cứ xây. Cái này là xây ra như cái cờ tổ vừa lấy, nó xây ra nó xây lên luôn. Nó xây lên bánh ngăn nó. Xây bánh ngăn. Đấy. Đây này em ơi, cho tí khói đi. Đấy. Cái này các bác muốn làm đơn giản hơn thì
mình cho tí khói vào cho ong nó giạt ra cho nó nhẹ nhàng. Thế đấy các bác nhé, đây là quá trình thực tế xem thùng ong. Nhưng khi quá trình mình làm như vậy thì mình sẽ cần áo bảo hộ này, áo liền mũ này, áo bảo hộ liền mũ này, hoặc là mũ bảo hộ không, mũ không thì các bác phải mặc áo dài, quần dài, đeo găng tay và hỗ trợ thêm bằng xịt khói vào nhé. Đây, tôi thì tôi đọc cái mũ không thôi, tôi phải quay ra ngoài xa thôi nhé. Rồi hỗ trợ bằng bình xịt khói nhé. Tất cả các vật tư phụ kiện ngành ong bên shop Tân Ánh đều có cung cấp cho các bác nhé, đều có cung cấp hết. Bài loạn xạ, em mới cho thêm khói nữa đi. Khói vừa là khói quá không tốt đâu. Nhưng mà nó loạn hết cả lên rồi. Nó loạn nó thích khói nó loạn rồi. Khói này nó cay thế. Em cho ớt vào. Quên rồi. Dơ lên đây. Chưa có mũ tướng. Hả? Tổ này chia được rồi nhưng mà chưa có mũ tướng. Dơ gần dưới xem cầu ấy nào. Đấy đấy, dơ ra sang bên này này. Đấy. Đồng nít. Rồi quay lại. Đấy các bác thấy không? Quá rực rỡ luôn. Thì đối với cầu này ấy, thì là mình sẽ chia đàn phải không em? Với cái thùng này mình sẽ chia đàn. Đấy cái thùng này là mình sẽ chia đàn là vừa nha các bác nhá. Và khi mình đã xác định mình chia đàn như vậy thì mình sẽ không quay mặt của nó, để nguyên mặt đúng không em? Đúng rồi. Để nguyên mặt để cho nó có lực để nó xây tiếp chia đàn nữa nhá. Thế rồi và cái cách chia đàn, chia đàn mà đơn giản dành cho các bác nuôi ít, nuôi văn nghệ thôi ấy, thì tôi sẽ có clip quay làm thực tế và chia sẻ cái kinh nghiệm và hướng dẫn cho các bác cái cách chia đàn mà đơn giản thôi. Chia đàn do các bác